Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến. Lệ Minh like để đính chính một số sự việc mà Lệ Minh like hồi sớm. Một số anh chị em các bạn hiểu nhầm và cái cách dùng từ ngữ của Lệ Minh nhiều khi nó chưa có được chuẩn. Anh chị em các bạn, tại vì nhiều khi tiếng Việt của mình, tại vì mình sống xa tổ quốc mấy chục năm, nhiều khi mình nghĩ cái từ ngữ nó cách sao mà mình nói ra được cái chuyện thôi, cái vấn đề câu chuyện, chứ mình không có sỉ vả những cái nhân tài nào của đất nước. Những cái nhân tài của đất nước rất được đáng trân trọng. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Như hôm nay mình có đem ra một cái câu chuyện, tại vì Phạm Nhật Vượng là một cái người rất là tài giỏi, tôi nói chị các bạn rất là ngưỡng mộ. Mà cái trang lứa tuổi của tôi với Phạm, tôi cũng đồng tuổi với Phạm Nhật Vượng, cho nên tôi rất là thích. Vì khi tôi lên mạng mà đấu tranh với lại cái tuổi mà chống phá đất nước đó, họ nhiều khi họ đem hình ảnh của Phạm Nhật Vượng ra họ xuyên tạc, như là tôi cũng phản đối. Cho nên cái cách của tôi diễn tả hôm nay là tôi, ý của tôi chỉ muốn nói là trong cái mọi tầng lớp giàu có mà họ thành đạt được á, thì họ cũng trải qua một thời kỳ rất là khó để họ vươn lên. Và ngày hôm nay họ vươn lên, họ có lắm của nhiều tiền, thì những cái tầng lớp lao động phổ thông luôn luôn là một cái nòng cốt trong cái sự phát triển của những người thành đạt. Nếu mà cái tầng lớp mà làm ăn mà thịnh vượng như Phạm Nhật Vượng, các bạn nên nhớ đó, người ta đã thành đạt rồi, lắm của nhiều tiền, tiền họ quá dư thừa rồi, thì họ đầu tư kinh doanh vào trong cái thị trường kinh tế của Việt Nam, họ tạo ra hàng triệu công ăn việc làm. Và những cái tầng lớp lao động phổ thông rất là quan trọng đối với những cái người thành đạt như Phạm Nhật Vượng. Ý của tôi muốn nói là như vậy. Tôi dùng cái chữ tiền quăng qua cửa sổ hay là húp cháo, tại vì tôi nghĩ mấy cái đó, cái chữ đó tôi nghĩ một cách nó đơn giản. Các bạn biết hồi mà tôi về Việt Nam, nhiều khi tôi nghe người này người kia nói cái chữ mà quăng qua cửa sổ, có lần tôi nhớ hồi có lần ai nói cái tôi không hiểu, tôi không hiểu, tôi hỏi cái chữ đó là sao thì họ giải thích, mình nghe cũng hay hay đấy. Tại vì tiếng Việt mà anh chị các bạn, mình phải sử dụng nhiều thì mình mới có được những cái ngôn từ văn chương nó dồi dào đó. Cho nên tôi thấy có một số, tôi nghe có người cho tôi biết là ở cái diễn đàn ở đâu á, thì có nhiều người phản đối cái cách tôi chia sẻ về Phạm Nhật Vượng, là cho rằng tôi xúc phạm Phạm Nhật Vượng. Nó không, tôi hoàn toàn không có ý định như vậy. Tại cái cách của tôi nói mình chưa có diễn đạt hết, là cho nên có cái sự mà một số anh chị các bạn ngưỡng mộ ai đó, mình nghĩ là cho Âu Hoàng Lợi Minh này nó xúc phạm Phạm Nhật Vượng không? Hoàn toàn cái này là không. Các bạn nghe kỹ lại tôi nói, cái tầng lớp mà người ta ăn nên làm ra rồi thì cái tầng lớp lao động phổ thông nó cần thiết lắm anh chị các bạn. Những tầng lớp này mà các bạn biết đó, nó thiếu đi trong cái nền kinh tế đó, thì những người mà dù có lắm của nhiều tiền cỡ nào nữa thì nó giống như là nước chảy đá mòn. Các bạn nghĩ đi, nó cũng mòn mà hết, tại vì cái tầng lớp lao động phổ thông nó làm cho những cái người mà người ta đã thành đạt rồi đó, thì cái tài chính của họ vững vàng hơn, tại họ đầu tư, họ làm ăn, họ mở xí nghiệp, họ kích hoạt cái nền kinh tế đó là phải nhờ vào cái tầng lớp lao động nha chị các bạn. Cho nên cái tầng lớp lao động phổ thông cần phải được trân trọng và yêu mến họ, chứ không phải là mình ý mình ăn nên làm ra rồi mình ngước mặt mình quay lưng với họ. Cái đức của tôi muốn chia sẻ là như vậy, cho nên tôi muốn đính chính để anh chị các bạn thấy. Thì phải nói là Việt Nam mình thật sự mà nói là rất là hãnh diện có một người như Phạm Nhật Vượng. Các bạn biết ở những diễn đàn mà chống cộng tôi tham gia thì nó, tôi nói, tôi đứng lên tôi còn so sánh, mà tôi nói Việt Nam mình có Phạm Nhật Vượng và Mỹ có Elon Musk. Các bạn biết
cái thằng tỷ phú Elon Musk ấy, nó hiện nay nó rất là giỏi, nó tìm tòi và nó đầu tư về bên không gian, về bên xe điện. Hiện nay nó là trở thành một cái tay tỷ phú đứng đầu thế giới với cái tài sản của nó khủng khiếp lắm. Các bạn biết thì Mỹ hiện nay nó rất là coi trọng cái thằng Elon Musk. Nhiều khi tiếng Việt tôi nói các bạn biết mình quen cái tiếng Anh you me á, thì khi mình kêu mày tao cái thằng này nọ thì các bạn cũng thông cảm, tại vì mình về ở trong nước mình đi về về thôi, mà mình sống thì nhiều khi cái ngôn từ, bởi vì khi mình nói cái bị bắt bẻ cái mình sẽ học, mình sẽ rút kinh nghiệm và để đặng mình cố gắng làm sao dùng từ cho nó qua Mỹ hơn. Mà cái văn hóa về người Việt của mình nói chung với các bạn biết về cái ngôn từ đó thận trọng dữ lắm chứ không phải giỡn đâu. Hồi đó tôi về tôi nói còn sai dữ như bây giờ đó kìa, tôi viết sai chính tả ầm 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 bị chửi riết, mà tôi khôn rồi tôi nên thân á chứ, tôi nói thật ấy, tôi bị chửi người này người kia họ bắt lỗi á, mình cảm thấy mình học hỏi chứ không phải là bị người khác mà chỉ trích là tôi quay trở ra mình tôi gọi là bảo thủ, không có đâu. Ai mà góp ý hay là nói cái gì đó là tôi sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn, học hỏi. Thành ra lại mình like cái like này để đính chính và chia sẻ với chị các bạn về những cái mà khi mình nói về một cái người dân tài của đất nước, mà cái ngôn từ văn chương của tôi thì nó không có lưu lót. Bạn thấy nhiều khi tôi nói dấp lên dấp xuống tôi nói là dấp dữ lắm á chứ không phải đâu. Nhiều khi nói xong tôi ngồi tôi nghe rồi tôi xem những cái comment phản hồi rồi mình học hỏi và rút kinh nghiệm. Nhiều khi tôi chia sẻ không phải là cho ai hết, nhiều khi bản thân tôi cũng học được rất là nhiều. Thôi thì lại Minh like tới đây, chúc anh chị các bạn một ngày, một buổi chiều an lành và hạnh phúc, và cuộc sống luôn luôn phấn đấu và vươn lên để cùng nhau xây dựng đất nước mình ngày càng phú cường và thịnh vượng anh chị các bạn. Hiện nay đất nước mình phải nói là rất là đẹp. Tôi nói anh chị các bạn, mỗi một ngày tôi đi ra ngoài á, tôi nhìn thấy quê hương đất nước phát triển và đổi mới. Hạ tầng cơ sở, những cái cầu ngày xưa, những cái cầu bằng cây á. Chào anh Chu Phạm, chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Các bạn biết những cái cây cầu bằng cây, bằng sắt ngày xưa đó, bây giờ được xây dựng lại. Cái vùng đất Mỹ Tho này tôi đi đường xá rồi được nâng lên, rồi người dân họ làm ăn sầm uất lên. Tôi nói tuyệt vời dễ sợ. Tôi nói phải nói là nhìn thấy vui đó, mà mình thấy phấn khởi đó. Thấy quê hương đất nước của mình, nhà nhà người người bây giờ gần Tết rồi, ai cũng lo toan để làm sao năm nay ăn được cái Tết xa to cho nó hoành tráng. Nhà cửa rộn vậy các bạn biết, xây dựng lên chỗ này, xây dựng lên chỗ kia, và quán xá nó sầm uất, và người dân của mình đó họ tìm đủ mọi cách để đặng họ mưu sinh anh chị các bạn. Tuyệt vời vô cùng. Nó không phải giống như những thành phần bất mãn chế độ hay là những thành phần chống cộng cực đoan thổ tả ở Mỹ, ở hải ngoại. Cái đám đó là đám thổ tả, tôi nói nó thổ tả kinh hồn lắm. Các bạn mà càng tìm hiểu về tụi nó rất là khốn nạn. Tôi nói thật đấy, nó khốn nạn dã man lắm. Con người của nó mất đi cái nhân cách. Bên ngoài nó làm giống như nó yêu dân thương nước, các bạn thấy không? Nó thấy đất nước mình phát triển đổi mới thì nó tìm cách nó chống phá, nó xuyên tạc, nó muốn phá vỡ cái sự bình yên của đất nước, mà các bạn đang có một thể chế rất là ưu việt đang bảo vệ anh chị các bạn hàng ngày hàng giờ và hàng đêm. Các bạn suy nghĩ đi, có những người lính biên phòng, có những người lính biên phòng ngoài đảo xa xôi, ngoài rừng, ngoài ở những cái biên giới sâu thẳm, họ phải túc trực bảo vệ sự bình yên để cho chúng ta có được một đất nước hòa bình, một đất nước yên bình. Cho nên anh em chúng ta phải bảo vệ cái chế độ này. Tôi nói cái chế độ này sinh tồn là
là chúng ta sẽ có được một đất nước phồn thịnh. Tôi đi đây đi đó, tôi thấy, tôi nói, tôi chưa thấy một cái chế độ nào mà lo cho dân như chế độ Việt Nam hiện nay. Các bạn thấy một cái đất Mỹ tam quyền phân lập, giờ đây nó te tua tơi bời ba lá hết. Cái chính quyền mới nó chuẩn bị nắm quyền, chèn đất ơi, nó tội phạm, nó tham nhũng, nó làm những cái chuyện tài trời mà các bạn thấy. Nó dẫn lên cầm quyền, nắm quyền, nói về ông Biden con ổng rồi các bạn, truyền thông rồi chính trị nó thao túng nhau, bây giờ nó lộ ra hết. Mà các bạn thấy thằng Mỹ, ông Biden kỳ này mà nắm quyền thì mặt mũi nào mà nó đi ra ngoài kia nó nói chuyện nhân quyền rồi thế này thế nọ, tự do ngôn luận, các bạn thấy không, mặt mũi nào? Bao nhiêu năm nay mấy cái đám mà nó cuồng Mỹ rồi ngồi đó nó xem Mỹ giống như là một cái thiên đàng, một cái nó lấy cái thước đo về tự do dân chủ nhân quyền của Mỹ để đặng mà nó lên án Việt Nam. Trong khi đó các bạn thấy xã hội Mỹ nó lộ rõ ra hết bản chất thối nát từ những cái người lãnh đạo. Mà các bạn thấy có người nào đi tù không? Không có nha. Các bạn biết nó có truyền thống của thằng Mỹ đó gì? Truyền thống nó không được thì từ chức. Nó khôn lắm mà nó từ chức, các bạn biết hả? Nó được lãnh cái tiền từ chức, tiền triệu đô không á, chứ không phải là ít đâu. Còn trong khi đó Việt Nam các bạn thấy những cái thành phần cán bộ mà thoái quá, mà gây thất thoát đến công quỹ của ngân sách của đất của quốc gia, thì cơ quan nhà nước trung ương họ vào họ làm việc một cách triệt để đặng mà ổn định được cái nền kinh tế, rất là tuyệt vời anh chị các bạn. Cho nên đừng có ngồi đó mà cho rằng Mỹ là một cái thiên đường của cái tam quyền phân lập rồi cái mà tự do ngôn luận nhân quyền. Tôi nói chị bằng nó ghê gớm lắm, nó rất là ghê gớm. Tôi càng nói ra nhiều khi tôi ngồi tôi nổi gùng cả người lên đó. Tại vì tôi sống với nó mấy chục năm tôi biết anh chị bạn, nó xảo trá lắm. Bên ngoài nó nhôm nhạt nhan nhãn nói cười, bên trong nham hiểm giết người không hay, chứ không phải giỡn đâu. Các bạn thấy dân của nó đói khổ rồi đụng tới luật pháp nó dùng ba toan súng nó lên đạn là nó để đùng đùng liền. Các bạn thấy như cái thằng Việt Nam nó làm cảnh sát ở bên tiểu bang Houston, Texas đó. Các bạn thấy vừa rồi nó đi biểu tình, nó đi xuống biểu tình ở Washington DC đó, mà FBI nhìn ra chụp hình ra cái mặt nó đuổi việc liền, các bạn thấy không, còn bắt bỏ tù nữa, còn bị cô lập mọi thứ đó. Khủng khiếp không, đâu phải giỡn đâu, đâu phải là tự do dân chủ nhân quyền nó chỉ là cái bề nổi bên ngoài thôi, tự do ngôn luận nó chỉ là cái bề nổi bên ngoài của thằng Mỹ thôi. Nhưng mà các bạn đụng vô coi, nó đập tía má nhìn không ra luôn. Còn ở Việt Nam tôi nói chị các bạn, thừa dân chủ, thừa nhân quyền, thừa hết tất cả. Tôn giáo ở Việt Nam, nhà thờ xây âm âm ào ào, xây to lên, bự lên. Đấy, những cái tôn giáo bây giờ hả, nhà thờ, chùa, chiền, tôi nói đi đến đâu họ xây rất là uy nga tráng lệ. Rồi những cái người mà bên tôn giáo họ thi hành sống đạo rất là tốt, rất là chuẩn mực. Tốt đạo đẹp đời hay là gì đó, đẹp đạo tốt đời, tôi nhiều khi cái chữ tôi không nhớ rõ. Có gì anh chị các bạn sửa giùm. Thì các bạn thấy đó, Việt Nam mình, người dân các bạn thấy nhiều khi những thành phần mà nó bất mãn chế độ, như các bạn thấy cái ông Nguyễn Thanh ở ngoài Thanh Hóa đó, chàng hơi rồi cái thằng Lê Chí Thanh gì nữa đó, chàng hơi, các bạn thấy nó lên mạng, nó chửi chế độ, nó chửi những người lãnh đạo hàng ngày, hàng đêm mà tôi nói hả, tôi thấy nó chửi trên Facebook cả mấy năm nay rồi đó. Cái ông mà Nguyễn Thanh ngoài Thanh Hóa đó, ông chửi, ông là cán bộ đó, các bạn thấy không, rồi lên mạng soi bói chửi bới đất nước, rồi nói xấu đủ thứ chuyện hết, mà các bạn có ai đụng sờ gái ông đâu. Họ nói rồi, có những người lên mạng, các bạn thấy ngay cả ở bên Bến Tre họ làm những cái
cờ vẹ ba sọc đó, thì cộng đồng mạng họ họ phản đối, họ lên tiếng ầm 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 ầm, thì chính quyền chỉ nhắc nhở cái người dân ở nơi đó để rằng mà khắc phục, chứ không thôi cái người dân họ bức xúc đó, là họ lại họ đập là coi như là phiền phức nữa. Các bạn thấy được nhắc nhở cho nó phù hợp với lại cái văn hóa xã hội thôi. Mình rất là thừa nhân quyền và tự do ngôn luận, mà chỉ có những cái đám mà chống cộng thổ tả ô hợp trong và ngoài nước, đám dân chủ cụi rồi, các bạn thấy nó gào khóc, nó chỉ vì tiền thôi. Tôi nói như vậy, mấy đám đó mà nó không có tiền, nó không kiếm được tiền để mà nó ăn, nó không có tài trợ của mấy cái đám mà ở hải ngoại đó, tôi nói nó không dạy gì, nó đi ra nó làm những cái chuyện tào lao đó, không có ai mà giờ đây cái gì gọi là gì cái gì vác tù già nhà hàng tổng gì. Tôi nói tôi nghe ai nói thoáng qua thì tôi nhớ mãi mãi cái ý gì thôi anh chị có bạn không đấy. Thì thôi lại Minh la tới đây thì giờ cũng chiều rồi, mình bữa nay mấy người thợ họ cũng làm chủ nhật cho nên họ làm xong thì mình cũng phải thưởng cái công cho người ta dẫn đi ăn để đặng tình thương mến thương. Ở Việt Nam nó có cái thương ở chỗ đó, thợ người làm với người chủ cùng nhau mà san sẻ cái cuộc sống, anh có cơm thì tôi cũng có cháo, cùng nhau kiếm ăn, mỗi người nương tương trợ lẫn nhau. Các bạn biết không, thành ra những cái cách tôi chia sẻ nhiều khi tôi rất là quý trọng những cái tầng lớp lao động anh chị không, tại vì tôi cũng xuất thân từng một thời cực khổ lắm anh chị, các bạn vất vả lắm. Các bạn biết tôi sang Mỹ đo bằng tay trắng, đạp chiếc xe đạp cả mấy chục cây số, mưa nắng gió bão bùng trời lạnh, đi làm bồi bàn chạy đó, mà tới nỗi cái thằng boss tôi nó thấy tội nghiệp vậy đó, nó thấy tôi đi xa vậy đó, là nó không cho tôi được, nó nói nó kêu cái thằng nào mà gần gần đi á, đi ngang nhớ chở tôi đi, nó không cho tôi đạp xe đạp nữa. Tôi làm cho mấy nhà hàng Mỹ á, họ thương lắm, họ thấy mình làm mà mình nhiệt tình với người ta đó, tại vì đi làm bồi bàn mà là bồi bàn giống như dọn bàn, người ta ăn xong rồi mình dọn bàn cho người ta anh chị các bạn. Thôi lại mình chia sẻ tới đây, xin chào anh chị các bạn một lần nữa. Cảm ơn anh chị các bạn theo dõi cái like của Lợi Minh. Thì mục đích Lợi Minh là chỉ làm sao đóng góp một cái tiếng nói của mình về cho quê hương. Và mình về quê hương mình sống cũng mong mười mấy năm rồi. Tôi nói anh chị các bạn, chào Bích Liên, chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Đối với tôi nói anh chị, tôi yêu tha thiết cái quê hương này. Tôi nói không biết sức ngộ vậy đó. Từ khi mà tôi đi ra được hải ngoại rồi đó, là tôi tha thiết cái quê hương này khủng khiếp luôn. Có những lúc ngồi buồn buồn cái nhớ về quê hương mà rơi lệ anh chị các bạn. Mình nói thật, tôi không biết các bạn nào ở nước ngoài mà có những cái tình cảm mà dành cho quê hương, các bạn sẽ hiểu được. Nó khó diễn tả lắm. Có những lúc tôi tự ngồi cái suy nghĩ ra cái bài hát mình hát về quê hương đó, mình tự suy nghĩ ra. Đó, nó hay lắm. Các bạn thấy nó làm cho mình, con người của tôi nó khoan thai. Quê hương anh chị các bạn, không có nơi nào bằng quê hương mình. Tôi nói anh chị các bạn, thời buổi giờ có đi ra xứ người vất vả trăm bề lắm, khủng khiếp. Cái đại dịch Covid nó đã nói lên tất cả rồi đó. Và những cái biến cố chính trị của Mỹ nó đã đang bộc lộ ra cái bản chất xảo trá bịp bợm của cái bọn tư bản tam quyền phân lập tự do ngôn luận xảo trá của nó. Các bạn đã bắt đầu nhìn thấy rõ bộ mặt rồi. Tôi cảm thấy vui lắm, rất là vui. Vui là bởi vì nó đã thể hiện ra cái bộ mặt thật của nó. Thôi thì vác tù và cho nhà hàng tổng, ok. Cảm ơn đời nhỏ nha. Cái chữ này nhiều khi anh chỉ nhớ cái gì đó nó thoáng thoáng rồi, nhiều khi anh nhớ cái câu anh nói nhiều cái nó không có chuẩn lắm. Cảm ơn em nha, cảm ơn đời nhỏ. Thôi thì là Minh la tới đây, xin chào anh chị các bạn, hẹn gặp sau. Bye 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 bye.